muốn đời tử tế, hãy sống khôn ngoan. 1. Người khôn để miệng trong tim, người dại để tim trong miệng. 2. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. 3. Đừng chiến thắng người khác bằng tranh cãi, hãy đánh bại họ bằng nụ cười của bạn. Bởi vì những người luôn muốn tranh cãi với bạn không thể chịu đựng được sự im lặng của bạn. 4. Sự tin tưởng giống như một miếng dán. Tháo nó ra một lần, có thể dán lại lần nữa nhưng nó sẽ không còn dính chặt như lần dán đầu tiên. 5. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần. 6. Có 3 thứ cần lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán. 7. Người thành công không thắng ở điểm xuất phát mà thắng ở những bước ngoặt. 8. Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác. 9. Đời người là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. 10. Chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học cách im lặng. 11. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thì thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác, chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không. 12. Đừng bao giờ dùng những lời nhẫn tâm làm tổn thương người yêu thương bạn, kể cả lúc tâm trạng của bạn đau khổ nhất. 13. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng. Nhớ, nghĩ về nhau là được, còn cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được. Tuổi thọ không cần quá 100, sống khỏe mỗi ngày là được.